Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Ngân đây. Video này thì sẽ có giveaway và giveaway thì rất là thơm đấy. Thế nên là mọi người nhớ xem đến hết video này để xem đấy là gì cũng như là dinh những em đó về nhá. Ở đây mình có order một đống nước hoa nội địa Trung và thực ra là mình cũng chưa bao giờ mua nước hoa nội địa Trung cả. Cái lúc hồi cấp 3 thì đợt đấy mình hay dùng Body Mist. Sau đấy khi mà lên đại học mình đã bị một đứa bạn thân của mình nó dụ dỗ vào con đường dùng nước hoa. Từ đấy thì mình chuyển sang dùng nước hoa, xen kẽ với dùng Body Mist. Đây là lần đầu tiên mà mình mua ở đây là một đống nước hoa nội địa Trung. Sau cái video này sẽ là first impression của mình. Những cái em này ngày hôm nay thì nó rất là hot ở trên Shopee ấy. Và những cái sản phẩm này toàn là vài nghìn được mua thôi mọi người. Nên là mình khá là tò mò không biết là chất lượng của những cái em nó sẽ như thế nào cả. Sau không thể làm nữa, cùng bắt đầu video mình thôi nhá. Trước tiên mình có ở đây một cái chai nước hoa mà mình thấy là bán được siêu nhiều ở trên Shopee. Mình chọn ở đây thì cũng là cái mùi hình như là best seller của cái dòng này phải, là mùi Tokyo Citrus. Mình có đọc mô tả thì cái em này là kiểu hương hoa quả. Đây, cái packaging nó sẽ như thế này, không có gì quá là đặc biệt cả. Nó chỉ là một cái packaging giấy thôi mọi người ạ. Khá là mỏng manh ấy. Khi mà để ở trong hộp thì mình có thể nhìn thấy cái màu hộp ở đây. Đây là cái tên mùi của nó là Tokyo Citrus, nghe khá là hay. Với cả màu khá là xinh nữa, màu kiểu cam cam ấy mọi người. Cái thiết kế hộp của em nó thì chỗ đầu sẽ là kiểu inox như này. Hình như đây là inox đúng không? Không biết là inox hay nhựa nữa, hình như là inox thì phải. Trước tiên thì cầm cái hộp này trên tay, mình thấy cái thiết kế của nó cũng khá là ok. Nó không phải là một cái thiết kế quá là sang hay là gì cả. Nhưng mà nếu là học sinh sinh viên mua thì mình thấy là cái hộp này nó khá là phù hợp. Người ở ngoài hầu như là chưa thấy hương gì lắm, để mình xịt thử ra để cho mọi người xem nhá. Nó xịt ra không được những cái tia nhỏ nhỏ ấy, mà nó xẹt một cái như kiểu là mình đang tưới cây thôi mọi người. Đây, nó chảy thành dòng luôn ấy. Đúng là ngửi cái em này thì có mùi bưởi với cả mùi cam đặc trưng. Nhưng mà cá nhân mình thì mình không thấy cái mùi này nó có gì quá đặc biệt lắm. Nó kiểu ngoài hương bưởi với cả hương cam ra thì không có cảm nhận được những cái tầng hương khác nữa ấy. À và đấy là một cái điểm khá là hay khi mà mình chuyển sang dùng nước hoa thì mình rất là thích. Tại vì ở trong nước hoa khi bọn mình xịt lên ý, nó sẽ có những cái tầng hương khác nhau, hương đầu, hương giữa hay là tầng hương cuối ấy. Và kiểu qua thời gian, qua từng tiếng đồng hồ thì nó sẽ ra cái mùi khác khá là hay ho. Nên là mình rất là thích dùng nước hoa là vì thế. Cái em này thì xịt lên mình nghĩ là nó chỉ có một cái tầng hương mọi người. Nhìn chung thì chắc là cái mùi này nó sẽ khá là dễ dùng, khá là phù hợp với cả nhiều bạn cũng như là cái lứa tuổi học sinh sinh viên ấy. Cái mùi này đi học thì sẽ không bị nồng quá, nó sẽ chỉ hơi nhẹ nhàng mùi cam, mùi bưởi thôi. Mang cho mình cái cảm giác khá là sạch sẽ mọi người, khá là clean. Nếu mà được đánh giá cái thang điểm cho em này thì mình nghĩ là mình sẽ cho em nó khoảng 7/10, tại vì cái tính thông dụng của cái mùi này. Nhưng mà mình vẫn khá là bất ngờ khi mà mình mua những em nước hoa ngày hôm nay, tại vì giá của nó quá là rẻ luôn ấy. Cái chai này mình mua chỉ có 23.000 thôi mọi người ạ. Tiếp theo mình có ở đây một cái chai nước hoa của Shimang. Không biết mọi người có liên tưởng đúng mình thôi, nhưng mà khi đọc cái tên nước hoa này, cái chai, cái tên hãng này thì mình nghĩ đến Shimang mọi người ạ. Ok. Ok, để xem nào, khi mà mở hộp ra thì chắc là ở đây người ta sẽ dán cái phân loại hàng hay sao ấy. Cái tên mùi nước hoa thì phải, nhưng mà nó ghi bằng tiếng Trung này mình cũng không biết nữa. Mùi mình đặt ở đây hình như là mùi đào này phải. Đây, cái hộp bên ngoài sẽ nhìn này, nó sẽ có cả cái bìa cứng ở bên trong nữa để nước hoa không bị móp ấy, không bị va đập nhiều. Cái tên mùi ở đây nha mọi người, Cheese Peach. Mình kiểu hơi cảm thấy hoang mang, hơi hỏi chấm một chút xíu khi mà mình đặt mua cái em này. Một phần là mình rất là thích những cái mùi liên quan đến đào, thứ hai là mình cũng hơi tò mò một chút xíu nữa, tại vì không hiểu là phô mai với cái đào thì nó sẽ ra cái kiểu gì ấy. Cái nắp của em này là cái nắp gỗ xinh phết, có hình đào trên này nữa mọi người. Cái chai này là chai thủy tinh nhưng mà nhìn nó kiểu chám chám cũng khá là xinh. Mỗi tội là ở trên chai thì nó không ghi thành phần hay là gì cả, hoặc là nó ghi thành phần bằng tiếng Trung thì mình cũng không biết nữa. Nên là mình cũng không thể đọc được ở trong này sẽ có những gì. Mùi hương của em này khá rất là giống những cái xịt, những cái xịt miệng mùi đào ấy mọi người. Khi mà xịt cái nước hoa này ra, cái chai này ra thì mình thấy là cái tia của em nó tốt hơn cái em kia một chút xíu, tại nó xịt ra những cái tia rất là nhỏ thôi. Mình cảm thấy mùi của em này cũng khá là nhẹ so với em kia thì có vẻ là nhẹ hơn một chút xíu. Nhưng mà mùi này thì rất là dễ chịu mọi người ạ. Mình cá chắc là đến 80-90% những cái bạn nữ thì sẽ rất là thích mùi này. Nếu mọi người trước đấy đã thích cái hương đào rồi thì mọi người lại càng thích cái em này hơn. Mình thực ra là không tìm thấy cái mùi cheese, cái mùi phô mai ở trong này. Nhưng mà cái mùi chủ đạo của nó thì sẽ là đào. Ở trong này thì sẽ có một chút hương gỗ đó mọi người. Mùi đào nhưng mà cảm giác là hơi ấm ấm một chút xíu ấy. Chứ nó không phải quá fruity, quá hoa quả. Nên là mình nghĩ cái em này cũng có thể dùng trong mùa thu này, khá là hợp. Nếu mà chấm điểm thì mình sẽ thích em này hơn em kia một chút xíu. Và chắc là em này sẽ được khoảng 8,25.
8,5. Thôi cho 9 đi, 9 trên 10. Tiếp theo mình có ở đây một cái em khá là xinh, một cái em nước hoa của Feng Mujin. Hình như là như thế. Nói chung những cái hãng nội địa chung thì mình cũng không biết quá nhiều tên hãng, với cả đọc tên hãng nó cũng hơi khó một chút. Cái em này thì là nước hoa Unicorn. Nhìn trên hình nó có rất là nhiều những cái phân loại mùi khác nhau ấy. Mỗi cái mùi thì packaging của nó sẽ khác, và đều rất là xinh luôn ấy mọi người. Đây, ở trong này thì chỉ là cái gói bìa thôi mọi người. Đây cho mọi người nhìn cái chai nước hoa này, nó siêu siêu xinh luôn ấy. Bây giờ khi mà mình lớn hơn rồi, mình 21 tuổi rồi. Ghê chưa? Ghê chưa? Thì mình vẫn rất là thích những cái packaging cute như thế này mọi người ạ. Cái nắp này thì chỉ là nắp nhựa thôi, mình hơi không thích một chút xíu, nhưng mà chắc là làm cái nắp nhựa như thế này thì mới phù hợp với cái packaging chai này. Không biết là hôm nay tay chân mình có đủ để xịt hết cái chỗ nước hoa này không? Cái em này thì cũng có một cái nhược điểm, đấy là vòi xịt của nó bị xịt ra nhiều quá ấy. Và khi mà mình xịt ra thì mình thấy hơi bị nồng một chút xíu cái mùi sữa. Bình thường mọi người nghĩ mùi sữa thì thấy rất là nhẹ nhàng đúng không? Nhưng mình thấy cái mùi sữa này nó lại hơi nồng một chút xíu. Chắc là nó sẽ chỉ là cái hương ban đầu nó bị nồng thôi. Mình mong là thế. Để tí nữa khi mà mình xịt xong tất cả những cái chỗ nước hoa này, mình sẽ xem là sau đấy nó có bị nồng quá hay là nó bay hơi như nào, nó bay hương đi, có bị nhiều không ấy. Thì mình còn cảm nhận được một chút những cái hương trái cây như là bưởi, cam, chanh gì đó. Như kiểu là cái vỏ bưởi ấy, hình như là có một chút vỏ bưởi trong này. Nói chung thì mùi sữa vẫn khá là nồng. Mình nghĩ đây là cái đặc điểm chung của những cái nước hoa nội địa chung như thế này. Thì mỗi một cái mùi nước hoa nó ghi ra rất là nhiều những cái nhóm hương khác nhau, nhưng mà mình lại thấy là nó chỉ nổi bật lên được một cái hương hoặc là một đến hai cái hương trong cái mùi nước hoa đấy là cùng ấy. Cái mùi này thì nó sẽ đáng yêu hơn một chút xíu so với hai mùi vừa xong. Thì nếu mà bạn nào mà thích dùng nước hoa ngọt này thì mình nghĩ là rất là thích cái mùi này. Tiếp theo mình có ở đây một cái chai nước hoa của Shimang. Cái chai này thì trước tiên ấn tượng của mình khá là tốt về nó vì cái packaging của nó ấy, nhìn trông khá là organic đúng không mọi người? Nhìn kiểu màu nâu nhạt như này. Em này mình mua ở đây cũng chỉ gần 30.000 mọi người, cũng có cái bìa cứng này. Ủa xinh. Thì cái chai nước hoa này mở ra cũng khá là giống packaging ở bên ngoài. Cái mùi này mình mua ở đây thì không biết mình có đọc tên đúng không, nhưng mà là Ebony Eagle, là một cái mùi hương gỗ. Trước đây thì mình là một cái con chỉ thích nghe mùi ngọt thôi, như kiểu là những cái mùi sữa vừa xong này, hay là những cái mùi hoa quả ngọt như là đào. Dạo gần đây thì mình có xu hướng chuyển sang cái mùi hơi gỗ gỗ một chút xíu. Những cái mùi gỗ này nó mang lại cho mình cái cảm giác là ấm hơn, sang hơn, trưởng thành hơn một chút xíu ấy. Nên là nếu mà mọi người kiểu đang là sinh viên đại học rồi thì mình nghĩ là những cái mùi gỗ nó sẽ phù hợp hơn với mọi người so với những cái mùi nhẹ nhàng như là mùi đào hay là mùi cam chanh vừa nãy chẳng hạn. Trước tiên thì mình rất là thích cái packaging của em này, đã 10 điểm cho packaging này. Tia xịt da của nó thì cũng khá là ok, không bị kiểu xịt nhiều quá. Với cả là cái tia nước này xịt da nó khá là li ti thôi mọi người. Uầy, mình không ngờ là cái chai này bao nhiêu tiền nhỉ? Chưa đến 30.000. Cái chai này nó đúng là mùi kiểu gu mình dạo này luôn đấy mọi người. Không ngờ là 30.000 mình có thể kiếm được một cái chai nước hoa như này mọi người ạ. Ngửi mùi này nó rất rất là sang luôn ấy. Nó có một chút ngọt từ vani thì phải. Nó không bị ngọt quá mà nó vẫn hơi mát mát một chút xíu. Có lẽ là tại vì ở trong này nó có hương nhài. Và mình ngửi thấy một cái mùi rất là đặc trưng. Ngửi một cái là biết ngay là từ mùi hương gỗ đàn hương mọi người ạ. Và mình ngửi thì mình thấy ở trong này cái mùi gỗ đàn hương rất là rõ. Với cả là có mùi vani, mùi nhài, nó đều là những cái hương mà mình siêu siêu thích. Chấm điểm cho cái em này chắc là mình sẽ không cần suy nghĩ quá là nhiều. Và cho em này 10 trên 10 mọi người. Mùi này thì cảm giác của nó hơi unisex một chút xíu. Mình nghĩ là cả nam cả nữ đều có thể dùng được cái mùi này luôn. Kể cả em nó 200.000 mình nghĩ là mình vẫn sẽ mua. Tại vì cái mùi này nó sang thực sự luôn đấy mọi người. Trước khi chuyển sang những cái nước hoa mini nhỏ nhỏ xinh xinh hơn thì mình sẽ bóc nốt cái hộp nước hoa này. Cái em này thì giá nhỉnh hơn những em vừa nãy một chút xíu, hình như là khoảng gần 50.000 thì phải. Cũng là của hãng Shimang luôn mọi người nhá. Đây trong này cũng có cái bọc giấy cứng luôn. Đây. Nước hoa lấy ra hơi khó một chút xíu, nó bị tụt cái nắp đấy. Cái vỏ nhìn qua khá là xinh, nhưng mà đối với một đứa học design như mình thì mình hơi bực mình với cả cái hình dán này một chút xíu. Nếu mà cái tờ dán tên ấy người ta để hơi cùng tông với cái hộp thủy tinh này hoặc là cái nắp này thì rất là ok, nhưng mà nó tự nhiên làm cái màu hồng không cùng tông thì mình thấy bức bối. Nắp thì vẫn là nắp gỗ này mọi người. Cái mùi mình mua là cái mùi lưu ở đây. Mặc áo dài này kéo lên hơi mệt. Xem nào, em này ngửi qua thì nó cũng khá là nhẹ nhàng mọi người ạ. Mình cảm thấy ở đây là có mùi mận. Mọi người có hay uống cái nước mận ngâm không? Mình thấy là nó hơi giống cái mùi mận ngâm với cả cái mùi siro mận ý. Nó nhiều hơn là mùi lựu. Ở trong này còn một tí mùi dâu nữa. Có cảm giác là không phải là cái trái dâu bình thường mà như kiểu là dâu rừng ý mọi người. Nói là để cho mọi người dễ cảm nhận mùi hương nhỉ. Ở dưới YouTube phát minh ra cái tính năng ngửi mùi hương lúc xem video để cho mọi người dễ cảm nhận.
để mà nói về cái mùi này, khi mà xịt ra thì mình sẽ nghĩ ngay đến một cái cốc thạch liệu đổ vào thêm đấy là một tí siro mận này, và thêm vào trong đấy là một vài những cái trái dâu nữa, trái dâu rừng nữa, khá là thanh mát và ngọt nhẹ. Khi mà kiếm nước hoa nội địa chung ý thì những cái hương như này nó hơi lạ hơn một chút xíu, mùi liệu ấy mọi người. Nếu mà mọi người chưa từng thử qua những cái em nước hoa nào kiểu mùi liệu như này thì mọi người cũng có thể thử xem sao. Tại vì mình thấy là hầu như những cái nước hoa nội địa chung thì mùi nó khá là nhẹ nhàng, và giá tiền bọn mình bỏ ra để thử thì khá là dễ, nên là mọi người cũng có thể mua một vài cái mùi nước hoa để thử xem sao. Em này thì chắc là mình sẽ cho khoảng 8 trên 10 thôi. Ở đây thì mình còn mấy cái nước hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, một cái nước hoa dạng lăn này mình chưa bao giờ nhìn thấy kiểu này luôn, và hai cái mùi nước hoa dạng sáp ở đây. Là cái nước hoa này thì có 12.000 nha mọi người. Cái này thì mình mua ở đây là vị Oolong Tea, cũng là của hãng Shimang luôn. Có vẻ cái hãng này nó làm rất siêu nhiều sản phẩm ấy. Thì để trong một cái hộp như này, và mình sẽ lấy ra ở đây thôi. Mình không nghĩ là mình sẽ dùng cái nước hoa này nhiều, nhưng mà mình chọn cái mùi này tại vì tên của nó khá là lạ. Nó tên là Oolong Tea, trà Oolong mọi người ạ. Quên mất nghĩa ra cho camera. Một mùi chanh rất là đặc trưng mà mình chưa lăn ra, mình đã ngửi thấy rồi. Có vẻ là có một tí vỏ chanh ở đây nữa. Cái mùi này nếu mà được mô tả với một loại trà thì nó giống trà thảo mộc hơn là trà ô long. Cái thanh lan này giống kiểu mấy cái lan nách của các mẹ. Đó thì khi mà lan ra, dù mình lan rất là nhẹ nhá, nhưng mà nó vẫn chảy cả nước ở đây này. Chứng tỏ là cái thanh lan này lan ra nó được rất là nhiều. Mình thấy cái này giống một cái cốc trà thảo mộc mà vắt thêm một tí chanh ấy mọi người, chứ nó không hề có mùi trà ô long một chút xíu nào. Và mình thấy nó khá là tiện khi mà để trong túi sách đi học hoặc là ba lô đi học ấy, mọi người có thể lấy ra và mình lăn lăn, và không phải cầm cái chai nước hoa to đùng lên xịt 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 xịt, mà để trong túi nó khá là nhẹ với cả lăn khá là dễ dàng. Ok, finally hai cái em nước hoa dạng sáp. Mình cũng mua rất là random mùi thôi, tại mình không có trông mong quá là nhiều vào những cái em này vì nó khá là rẻ, hình như chỉ 5.000 hay là gì đấy. Nó sẽ kéo ra nhìn này mọi người, và mình sẽ phải thò tay vào đây để lấy nước hoa và bôi ra. Ôi dồi, hết chỗ để bôi rồi, ra ngoài này đi. Mùi khá là ngọt và ấm, khi mà ngửi mùi này mình không thể cảm nhận là cái hương của nó đến từ cái mùi gì ấy, nhưng mà nhìn chung thì khá là ngọt và ấm, có một tí gỗ vào trong này nữa. Nhưng mà để mà bôi vào trên da ấy thì nó sẽ có cảm giác hơi nhờn nhờn một chút xíu, nó không phải kiểu lì đâu. Nên là nếu mà mình nghĩ là chạm vào quần áo ấy, cái này chạm vào quần áo thì nó hơi khó chịu một chút. Điểm cộng thì tại vì nó rất là rẻ và có thể dễ dàng cầm trong túi sách như là cái nước hoa vừa nãy ấy. Cái mùi này thì khá là mùi hoa nhài này mọi người. Cái chất của những cái em này thì đều khá là giống nhau, nó hơi bết bết một chút xíu. Nếu mà mua những cái em này, mình khuyên là mọi người nên bôi vào những cái chỗ mà nó không đụng chạm quần áo, như kiểu là bôi vào chỗ sau tai này, hoặc là bôi vào những cái cổ tay, những cái khuỷu tay gì này nữa, nó không chạm vào quần áo quá là nhiều ấy. Ok, bây giờ sau gần nửa tiếng mình quay cái video này thì để mình ngửi lại những cái mùi hương ngày hôm nay. Những cái mùi như kiểu là Tokyo Citrus hay là những cái mùi nước hoa đào, phô mai ấy, thì mình thấy là mùi của nó hầu như là bị phai đi khá là nhiều rồi. Chắc cũng phải phai đi 60-70% rồi, nó không còn lưu hương quá là nhiều nữa. Còn những cái nhóm mùi như kiểu là cái chai sữa sữa này, hay là cái chai mùi gỗ này, nó vẫn còn lưu hương rất là nhiều. Cái mùi liệu này thì bản thân nó từ ngay lúc đầu nó đã kiểu không tỏa ra cái mùi xa được rồi, nó chỉ có ngửi gần thì ngửi thấy thôi, nhưng mà nói chung là nó vẫn còn lưu hương gần như giống hệt lúc ban đầu. Còn những cái em nhỏ nhỏ như thế này, mình thấy là dù mùi của nó không quá đặc biệt nhưng mà nó lại có cái độ lưu hương khá là tốt. Và theo cái suy nghĩ, theo cái cảm nhận của mình thì mình nghĩ là những cái nước hoa này nó chỉ lưu được hương trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ thôi, và mình có thoang thoảng ngửi thấy mùi cồn một chút xíu từ những cái em nước hoa này, nhưng mà dù sao nếu mà đi học thì mình thấy khá là hợp lý đấy chứ. So bây giờ sẽ là phần mà mình nghĩ mọi người mong chờ nhất trong video này, đó là thể lệ của giveaway. Thì rất là đơn giản thôi, như mọi khi nếu mọi người chưa subscribe channel của mình thì mọi người nhớ nhấn nút subscribe để theo dõi và ủng hộ mình trong những cái video sắp tới. Ở trong video này thì kiểu trước tiên mình cũng không biết là cái mùi nó như thế nào ấy, nên là lúc mua mình đã mua thừa ra 4 chai nước hoa, chắc là mình sẽ chia ra làm hai bạn may mắn đi. Set 1 thì là mùi Tokyo Citrus và cái nước hoa Unicorn. Và set 2 thì mình có ở đây là một cái chai mùi đào và một cái em trà Oolong Tea. Đó thì bước 2 mọi người chỉ cần xuống phần comment và comment cái set mọi người thích, và comment cái tên Insta của mọi người để mình có thể liên hệ với mọi người nếu mọi người trúng giveaway. Cuối cùng nhớ follow Insta của mình Gansumi 177 để theo dõi kết quả khi mình post giveaway lên nhá. Nếu mọi người muốn mình làm những cái video kiểu như này, hay là làm thêm về body mist cũng như là nước hoa chính hãng, thì mọi người cũng có thể comment ở bên dưới nhá. Hẹn mọi người trong video lần sau, bye bye.